Thưa quý vị và các bạn, sinh ra với một cơ thể không lành lặn, 15 tuổi chỉ cao khoảng 70cm, nặng 16kg. Nhưng nghị lực sống và khao khát với con chữ của cậu bé mang trong người căn bệnh quái ác xương thủy tinh thì lại thật đáng nể. Trong chuyên mục Góc nhìn cuộc sống ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ em Trịnh Xuân Nghĩa ở xóm Nam Lai, đang học lớp 4 tại trường tiểu học Phú Thành, huyện Yên Thành. Trịnh Xuân Nghĩa là con trai đầu lòng trong gia đình có ba anh chị em. Thế nhưng di chứng của chất độc da cam đã làm cho ba anh em Nghĩa khi ra đời đã mang trong mình một căn bệnh quái ác, xương thủy tinh. Chân tay các em vòng vèo, dị dạng, mỗi lần cử động nếu không nhẹ nhàng là có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Nhưng các em đều rất khao khát được đi học, nhất là với Nghĩa. Năm lên 6 tuổi, thấy bạn bè cắp sách đến trường, em cũng đòi mẹ cho đi học. Nhưng vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, em đã không được đến trường. Nghĩa nhờ mẹ mượn sách vở về nhà, nhờ ông bà giảng dạy và tự học. Vậy mà cậu bé cũng đọc thông viết thạo và đã học xong chương trình lớp 1. Bước sang tuổi 12, hiểu được nguyện vọng của con, gia đình đã xin trường tiểu học Phú Thành cho em theo học. Và cậu bé hạt tiêu Trịnh Xuân Nghĩa đến trường học lớp 2 trước sự khâm phục của mọi người. Em Nghĩa là một học sinh đặc biệt. Sức khỏe thì yếu, mọi cái sinh hoạt của em đều rất là khó khăn. Đến lớp, em phải ngồi một bàn riêng và em không thể đi lại và tham gia các hoạt động. Tuy vậy, nhưng em rất là cố gắng trong học tập, học giỏi, chăm ngoan và sống hòa đồng với bạn bè. Việc học đối với Nghĩa là cả một sự cố gắng lớn. Những khi trái gió trở trời, các khớp xương sưng viêm lại hành hạ cơ thể em. Những lúc viết bài, nhiều lúc chân tay mỏi nhừ, đau nhức, nhưng em vẫn cố gắng. Và sau một thời gian tập luyện, Nghĩa viết chữ rất đẹp. Nghĩa còn dạy cho em gái Trịnh Thị Ngân, cũng bị bệnh như em, nhưng không có điều kiện đi học, đọc thông, viết thạo, làm thành thạo các bài toán lớp 2, lớp 3. Ở trường hay ở nhà, mỗi khi các bạn không hiểu bài, Nghĩa lại chỉ cho các bạn. Bạn Nghĩa là một người bạn học sinh giỏi và ngoan ngoan. Tuy sức khỏe của bạn rất yếu và sinh hoạt của bạn rất khó khăn, nhưng bạn đã vươn lên trong học tập và những lúc ra chơi, bạn thường hay giúp những bạn học sinh yếu trong lớp để tiến bộ lên. Bạn Nghĩa là một tấm gương tốt để chúng em noi theo. Dù đau ốm, nhưng thành tích của Nghĩa trong 3 năm học ở trường thì thật đáng nể. Suốt 3 năm liền, em liên tục được công nhận danh hiệu học sinh giỏi của trường với điểm tổng kết các môn trên 8. Năm học 2012-2013, Nghĩa đạt giải nhất trường và giải ba huyện cuộc thi giải toán qua mạng. Nghĩa học đều tất cả các môn, nhưng giỏi nhất vẫn là tiếng Anh, môn văn học và đam mê máy vi tính. Tuy rất khỏe có rất yếu, nhưng con vẫn cố gắng học tập để sau này đạt được ước mơ là luật sư của mình và đáp lời công ơn cha mẹ thầy cô. Nhà trường cũng đã tổ chức để quyên góp cho em, giúp đỡ em để vươn lên trong học tập và đặc biệt là để giúp đỡ em cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ năm học. Và ngoài ra thì cũng tổ chức rất là nhiều cái hoạt động kêu gọi để các cái tổ chức ngoài nhà trường quyên góp ủng hộ và cho tất cả các em học sinh và đặc biệt là trường hợp của em Trịnh Xuân Nghĩa vươn lên trong học tập. Mặc dù cơ thể không lành lặn, mang nhiều di chứng do hậu quả chiến tranh để lại, nhưng với Trịnh Xuân Nghĩa đã trở thành tấm gương sáng về tinh thần học tập và nghị lực sống cho các bạn noi theo. Chúc cho những ước mơ của em, cậu bé xương thủy tinh sớm thành hiện thực.